Dạ vâng, cũng được ạ. Lấy luôn nhá. Là hơn 3 suất một tí. 30.000 một suất. Đầy đủ ạ? Đầy đủ. Hi hi cái gì? Em quay lúc cô lấy đồ các thứ. Xong người cô ra phụ lấy rau. Cô bảo làm cẩn thận, đang quay vô tuyến đây. Sứa đỏ, một món nhìn có vẻ khá kinh dị nhưng mà vợ chồng mình đã ăn được món này, lần này là lần thứ 3 và lần nào cũng hết sạch. Sứa đỏ này thì vợ chồng mình mua ở 70 hàng chiếu các bạn nhé, quán Cục Ngải, khá cực kỳ ngon. Lần đầu tiên thì bọn mình ăn ở Lê Văn Hưu thì không được ngon lắm, xong rồi kể từ lần thứ hai bọn mình ăn thì lần đầu tiên vợ chồng mình ăn thì nó hơi không được ngon lắm, không được ngon như review trên mạng ấy. Thế là quả chanh các bạn nhìn được sứa này, quả chanh à, thế là sao nhỉ, cũng hơi thất vọng cái lần đầu tiên ăn. Nhưng mà sau đấy về thì có một vài lần kiểu đói bụng thì nghĩ lại món sứa đỏ món này cũng được. Thế là lần thứ hai thì quyết định ăn thử lại, nhưng mà ở quán Cô Gái này này quyết định mua đi lặn lội xa một tí, mua món này về để giới thiệu cho các bạn. Nói là một tí nhưng mà cũng đến 15 cây ấy nhỉ? 15 cây số. Hai vợ chồng mình sẽ ăn 3 suất các bạn nhé. Chồng đã. Thực ra ở đây là hơn 3 suất. Mỗi suất ở đây là 30.000, nhưng mà ở đây mọi người mua là 100.000. Em ăn hơn không? Em ăn một kẹo. Các bạn nên thử món này nhé, bởi vì mình đọc review trên mạng với cả trực tiếp mình đã ăn rồi ấy, mình thấy nó ngon đấy. Có thể lần đầu tiên các bạn sẽ thấy nó hơi mùi lạ một tí, mọi người nói mùi khai ấy, cũng cả nhìn nó cũng hơi ghê. Nhưng mà ăn xong thì nhiều người nghiện, nhưng vợ chồng mình cũng mới gọi là tái hòa nhập đúng không, tái nghiện. Cái này nhất định phải ăn với cả mắm tôm. Nếu mà ai mà không ăn được mắm tôm mà chỉ ăn với nước mắm thì thực sự nó chắc là nó sẽ không ngon nữa. Nhưng mà mình phải
cái hôm đi ăn ở đấy mày có hỏi là ăn món quê ăn món này hình như là có hình như là có, nhưng mà mình nghĩ là món này thì nếu mà ăn với nước mắm thì cũng sẽ phải ăn với nước mắm mặn ấy. Ngon rồi. Ăn mắm tôm thôi đã thấy nó ngon rồi. Mắm tôm ngon nhỉ. Uống lại. Cheese. Món này gồm có sứa đỏ, đậu phụ nghệ nướng và dưa ăn kèm với rau sống. Rất các bạn ăn sao mà không kịp vợ đợi này không anh thể chờ đợi được đấy, kẹp mỗi cái một miếng vào một cái lá tía tô hoặc lá kinh giới là quất ăn cái đó. Miếng này của em nó bị to quá rồi. Anh bị thích sữa quá. Ngon nhỉ. Sứa ăn giống như thạch luôn đấy, ăn kiểu dai hơn thạch một tí, giòn giòn mát mát. Nó không có vị nhiều đúng không? Nhưng mà chấm với mắm tôm này nó cuốn á. Xong rồi đậu phụ thì thơm thơm béo béo ngậy ngậy. Xong rồi dừa thì bùi. Ui, mình thích mấy cái món cuốn cuốn mà có đậu phụ nhá. Các bạn bao giờ ăn phở cuốn mà có đậu phụ nào? Nó lại ngon vãi hàng luôn các bạn. Có đậu phụ, có đậu phụ vào nó vị nó khác cực, nó béo hơn rất nhiều ấy. Nếu mà bao giờ các bạn làm phở cuốn ấy, các bạn thái mỏng đậu phụ ra các bạn dán lên rồi thì sau đó thái miếng bằng ngón út này. Cuốn với phở cuốn ăn ngon. Sữa không? Sữa không. Sữa thì nó có hai phần nhỉ? Phần mình mới là phần chân đúng không? Phần mình thì kiểu những miếng thịt nó dày dày này các bạn nhá. Còn phần chân thì là cái xoăn xoăn này, nhìn dễ cậy ấy. Thì theo người bạn nói là cái phần chân thì ngon hơn. Phần chân này có vẻ giòn hơn. Phần chân thì giòn hơn. Phần mình có dày. Ngon nhỉ? Mình cũng cảm thấy thích bởi vì là mình ăn được nhiều món ấy. Có nhiều người nghĩ đến là người ta đã không muốn thử, kiểu nói đến là người ta đã không muốn đụng đến rồi ấy, người ta không muốn thử ăn luôn. Vợ chồng mình thuộc tuyệt người là thích ăn thử những món lạ. Các bạn có bao giờ kiểu ăn một món đầu tiên không thấy nó ngon, sau đấy thì một thời gian sau nghĩ lại thôi chứ chưa ăn lại, nghĩ lại thôi thì thấy món đó có vẻ ngon mà. Muốn ăn thử lại lần nữa. Đúng rồi, muốn ăn thử lại lần nữa. Mình có món này này, và món nem chua. Ngày xưa lúc mình nhớ còn bé, lần đầu tiên mình được ăn nem chua thì ui, mình cảm thấy cái gì ăn lạ vậy đấy mà. Chả ngon tí nào, từ lần mình kinh nhau ăn. Xong rồi đến có nghĩa là lúc đợt đấy bố mẹ mình mua khoảng mấy chục chiếc nem chua gì đấy, xong đến những cái cuối cùng rồi thì mình nghĩ đó là hôm đấy mình đói hay sao à, mình mới nghĩ không mà ốc hình như là cũng ngon đấy. Em mình ăn lại thì bây giờ là cũng nghiện luôn món nem chua. Nem chua ngon. Đúng là hai người phải ăn ít nhất là 3 suất. Còn nếu mà ăn mỗi một suất thì hơi ít quá. Cái hôm đầu tiên em với anh đi ăn là nhiều C ấy, nhiều vitamin C lắm, ăn mát rưỡi rưỡi luôn. Ăn không phải đi tiêm vitamin C, không tiêm luôn đâu. xong thì bà quảng cáo
bà không bao giờ vào quảng cáo gì, người ta tự khách hàng người ta tự đến thôi, chứ chả phải quảng cáo gì. Ở đây bởi đây là hàng của cụ cơ mà. Cụ gái các bạn ạ. Cụ gái ăn chiều, ăn sướng đấy. Là cái chấm mắm tôm với cái hàng uống Coca, Pepsi mà. Thực ra là Pepsi với Coca không phải là nước mà vợ chồng mình thích nhất ấy. Nhưng mà nếu mà để mà ăn cùng với cơm với cả đồ chơi chơi, ăn những cái đồ chơi chơi ăn vặt ấy, thì uống Pepsi với Coca là hợp nhất. Sướng này đầu tiên bắt được là có đỏ không nhỉ? Không, xong ướp cái cây sú vẹt với cây gì ấy. Đúng rồi. Ở quán đấy thôi, còn ở quán này thì không khai. Thơm kìa. Thì mùi bình thường ấy, mùi rễ cây ấy. Mùi giống kiểu mùi hơi hơi có mùi thoang thoảng của cái rễ cây các bà ăn trầu ấy. Đúng là cây đấy luôn đúng không? Không phải. Cái rễ cây các bà ăn hay ăn rễ cây, vỏ cây để ăn cùng với trầu cho nó chát chát này. Nó giống cái mùi này. Không biết là phải mùi này. Mùi bát trầu. Mình ăn cái này thay cơm buổi tối luôn. Ban đầu mua là bác ấy cho một cái túi cả sứa và cả nước, nhiều nước luôn. Không về đến nhà em phải kiểu chắc đổ cái nước đấy đi, xong rồi áp cho ra cái giá ấy. Cái bảng giá nước rồi. Nhưng mà nó lại vẫn thấy. Bởi vì sữa người nó toàn nước mà. Ở trong nó còn nước, nó trong nội tại nó ấy, nó còn nước, xong nó lại ra. Đúng rồi, nếu mà không đổ nước vào thì nó bị khô mất con sữa ấy, teo lại. Vợ chồng mình thích thử những cái món lạ ấy. Những món lạ thì thường ít người ăn, nhưng mà nếu mà người nào đã ăn được rồi thì kiểu sẽ người ta sẽ nói là nghiện đấy. Nhưng còn mình nghĩ là nếu mà người ta đã thấy ngon như thế thì chắc là nó sẽ phải ngon thật. Thì người ta mới thích ăn như thế. Chỉ là mình chưa cảm nhận được cái ngon của nó thôi. Đấy, nên là vợ chồng mình mới hay thử mấy cái món lạ, mời mấy cái món dị dị. Và nếu mà thử lần đầu chưa được thì vẫn sẽ kiểu nghĩ lại để thử thêm lần hai nữa cho nó chắc. Hợp nhau giữa đấy nhỉ? Hợp nhau lại là món. Có món gì em chưa ăn được nhỉ? Ăn đun dừa. Đun dừa thì chưa ăn, thì chưa nói. Nhưng mà đun dừa đắt phết ấy nhỉ? Đắt mà 20 như là 5.000 một con ấy. Đun dừa đắt đấy. Đun dừa nó là kiểu đặc sản với cả nó giá trị dinh dưỡng cao ấy. Cái con sữa này nó có nhiều nước ấy, nên mình ăn mình cũng nhanh thì no. Bây giờ là trong bụng mình đầy nước rồi đấy. Thử ra nó không có vị gì nhỉ? Em thấy vị gì không? Không nhỉ? Ví dụ ăn cá hồi sống hoặc là mấy miếng sashimi ấy thì còn có vị, ví dụ cá hồi có vị béo không? Còn đến này thì không có vị. Bây giờ vợ chồng mình thử mua cá hồi về chấm tôm nha. Biết đâu ngon. Với cả thực ra nếu mà món sứa này mà không chấm mắm tôm thì mình nghĩ nó cũng không có gì đặc biệt. Em thấy thế không? Thực ra món sứa này nếu mà ăn không thì mình nói thì đúng là không có gì. Nhưng mà không có vị gì. Người ta nghĩ ra ăn cùng dừa, cùng đậu ấy. Đấy, xong rồi chấm mắm tôm. Nó mới ra cái đặc biệt. Sao lại nghĩ ra kiểu chấm cùng đậu? Em nghĩ kiểu các cụ ngày xưa nghĩ công thức giỏi không? Giỏi nhỉ? Bây giờ mình cứ thấy mình áp dụng theo nhưng mà giỏi thật. Để mà ăn sống ấy, anh muốn thử ăn thử con bằng ngư. Con ngư ăn sống ấy. Em tưởng người ta hay nấu cháo với nướng. Con bằng ngư đắt tiền ấy. Ăn sống mà. Ăn nó giòn nó ngon nhỉ. Mình thấy một cái con này ăn sống mình thấy nó hơi phí ấy. Đấy là con tôm hùm ấy. Mình chưa ăn bao giờ nhưng mà
ví dụ một con tôm hùm như này, xong rồi móc lấy cái đoạn thân của nó ra chỉ được như thế này, sau đó mà ăn sống hết thì mình thấy nó hơi bị phí kiểu gì ấy. Mà chưa chắc đã ngon bằng đằng nấu chín ấy. Ví dụ con một con tôm hùm không to lắm nhá, bình thường vừa vừa nhá, thì anh thấy luộc lên mình còn kiểu chấm mút mút, xong rồi bóc cái nọ vặt cái kia vặt cái dâu rồi thì ăn cái đầu ấy các thứ ấy. Nhưng mà ăn sống kiểu mình cảm tưởng bóc bẻ vào cái đầu một cái nó lấy mình một cái là được một mẩu thịt như thế này, xong rồi cho vào một ăn sống kiểu thấy hơi phì. Nhưng mà nhiều người người ta lại bảo là ăn sống như thế thì sẽ cảm thấy được đầy đủ vị ngon nguyên bản, đúng rồi, cố gắng làm nhiều tiền xong rồi đi ăn thử cả tôm hùm cả cô hoàng đế các thứ. Món này mình muốn ăn nữa, mình đã từng làm rồi nhưng mà sau đấy sợ không dám ăn, bởi vì mình nghĩ là mình làm không đủ cách. Đấy là món ghẹ ướp nước tương của Hàn Quốc ấy. Đúng rồi. Thực ra là vợ chồng mình xem nhiều clip ăn ghẹ ướp nước tương ấy, mình thấy ngon quá. Hôm đó vợ chồng mình đi mua, lần đầu tiên đi mua ghẹ, mua hơn 2 cân về thì có để lại khoảng 5-6 con ấy, đến ấy 5-6 con để ướp nước tương. Cũng xem trên mạng cách ướp ấy, cũng làm đầy đủ lắm, tỏi rồi nước tương rồi các thứ cũng rửa sạch sẽ cho vào bình rồi để vào tủ lạnh. Nhưng mà hôm đấy thì vì bọn mình đi chợ hải sản lúc 4:30 sáng, thế là về đến nhà thì thả con ghẹ vào chậu rồi đi ngủ, hôm sau 9:00 hay 8:00 mới dậy nhá. Thế là nó mất mấy tiếng rồi thì con ghẹ nó chết mất rồi. Lúc mua về nó vẫn còn sống rất là khỏe. Lúc mua về thì nó vẫn sống. Sau đó thì cái phần mà một phần đem đi ướp nước tương rồi, còn một phần đem đi hấp thì lại dính ghẹ, nó bị ộp ấy các bạn. Tức là ở trong nó chỉ có nước với cả một tí thịt dính ấy. Ăn nó chả ra một cái gì luôn. Bởi vì lần đầu tiên bọn mình đi mua ghẹ, thế là đến đấy thì thấy kiểu các bà thì cứ bóp xong rồi chọn mãi không được một con. Thế bọn mình thì cứ con to nhặt thôi. Thế là về gần như là không ăn được gì. Thế sau đó thì một tuần sau thì mở trong tủ lạnh ra thì nghĩ đến là tuần trước vừa ăn cái ghẹ luộc không ra gì ấy. Thế là ngửi mùi ở đấy, cộng với là cũng bẻ con ghẹ ra, bẻ cái càng các thứ ra nhưng mà nó không có thịt mấy, toàn nước ấy. Thế là cũng chả dám mút, trong clip người ta sẽ mút. Thế thôi, bỏ thôi, bỏ nguyên cả mắt sáu con ghẹ. Còn xem ở trên mạng thì người ta bóp cái đoạn chân của cái đoạn mình, cái thịt nó lòi ra ấy. Mình nghĩ mình nghĩ là ngon đấy, mình nghĩ cái món đấy sẽ ngon, nhưng mà biết mua ở đâu rồi cái đấy. Hy vọng kiểu sau này thời gian nữa, hoặc là bạn nào mách cho mình biết một quán nào làm đồ Hàn mà có món đấy ngon ở Hà Nội, ở Hà Nội mình sẽ đi ăn thử ngay. Xem trên mạng thì một số clip là về mực ạ, thì người ta bỏ hết ruột xong người ta thái chỉ cái mực ra ấy, nhìn cũng có vẻ ngon, xong để ở một cái đĩa này đọc em ngồi ăn nhìn cũng ngon. Mà con mực còn tươi sống, xong rồi cái thân nó trong suốt ấy. Còn hồi mà mình đi ăn sashimi ở bên Long Biên là cái con mực nó đã thì nó bị đục rồi ấy. Không biết là nó không còn tươi nữa hay là người ta trầm qua hay như nào cũng rõ. Thế còn một số clip là được ăn cái con bạch tuộc ấy, bạch tuộc bé ấy. Nhưng mà mình nghĩ là anh nghĩ là cái con bạch tuộc sẽ ăn ngon hơn con mực ấy, bởi vì những cái con mực là mình ăn sẽ ăn chủ yếu là phần thân của nó, còn cái bạch tuộc thì chủ yếu là nhiều dâu ấy. Mình nghĩ là dâu sẽ đỡ tanh hơn, giòn hơn. Cái phần thân em ăn ở Long Biên thôi, cái phần co thân con mực nó kiểu nhão nhão. Mình ăn là nó kiểu nhớt, cũng chả có vị gì nữa. Nó không giống sứa như này, nhưng mà ăn vào nó kiểu sứa. Đúng rồi, sứa là nó sẽ giòn, cắn vào nó sẽ như thạch. Còn cái mực kia thì mình cắn nó bị, các bạn có thể nát ra, nát xong nó nhớt, nhớt nhão nhão vào trong miệng. Cảm thấy miệng nó không được thoải mái lắm. Đấy là lần đầu tiên đến bây giờ. Bây giờ có tiền sang Hàn Quốc nhỉ, du lịch thì sẽ ăn ghẹ tôm nước tương này, mà bạch tuộc sống này, và mực sống đấy, mấy món này. Ui, xem
xem nhớ có kênh YouTube ở Việt Nam mà mấy ông thợ đi 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 đánh cá ngoài khơi ấy mà đánh lưới hoặc là câu mực ấy lên cũng ăn sống luôn mà. Nhưng mà nói chung là anh ấy thế là cũng thế là tươi, nhưng mà nhìn người ta làm không được đẹp mắt bằng mấy ông Nhật làm ấy trong nhà. Ăn một miếng nhá. Mình khi mà mình ăn sữa mình bị ăn nhiều ớt quá xong rồi nó hơi bị cồn rồi thì kiểu ăn ớt nó ngon nhá. Các bạn tưởng tượng là những người mà comment ở dưới mấy cái bài viết về món sữa đỏ này, người ta toàn comment thôi đến mùa rồi phải tranh thủ đi ăn đi không các thứ, kiểu tranh thủ đi ăn, nhưng mà mùa sữa nó chỉ có 3 tháng dài vãi hàng mà phải tranh thủ. Đúng là thành công. Các bạn thấy vợ chồng mình ăn các bạn thấy ngon không? Ai muốn ngủ với các món này sau khi vợ bạn mình ăn? Thường thú thì các bạn đi ăn luôn, nghe vào luôn, có cơ hội thì đi ăn luôn. Mình nghĩ là ngồi ở đấy ăn luôn thì sẽ thích hơn đấy, nhưng mà bọn mình vì muốn quay ấy nên là mình phải mang về. Ngồi ở đấy ăn luôn sẽ không hơn, người ta phục vụ cho, chả biết rửa bát gì. Nhưng mà thực ra ở đấy thì nó chỉ là một cái vỉa hè bé bé. Đấy là vỉa hè. Không, mà ngồi ăn thì sẽ cũng hơi kiểu bị, nó chỉ là một cái bàn rất là bé để không để được hết đồ như thế. Thì ở trên phố Hà Nội toàn thế mà, nhưng mà ngon. Vợ chồng mình sẽ kết thúc clip ở đây, và nếu bạn nào đã từng ăn sứa rồi thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới cảm nghĩ của bạn về món sứa này. Còn nếu ai mà chưa ăn thì cũng cứ đi ăn thử, sau đấy thì cũng comment xuống dưới cho mọi người biết cảm nghĩ của bạn nhé. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nha. Bye bye.